tục chương trình thời sự sẽ là phần tổng hợp điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Thưa quý vị, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng khá với hai con số. Đây là tín hiệu tốt để xuất khẩu nông sản lập nên những kỷ lục mới. Thông tin được đăng tải trên báo vov.vn. Một trong những nhân tố tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Việt Nam đó là nhu cầu tiêu thụ của hầu hết các thị trường tiếp tục tăng do triển vọng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ duy trì được đà hiện nay và đạt ở mức 3% trong năm 2018. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu truyền thống như là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, năm 2018, Việt Nam cũng sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU, Nga, Australia, Hàn Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực dự báo có xu thế tăng cao là gạo, thủy hải sản và đồ gỗ. Trang tin điện tử Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 18 tháng 3 đăng tải thông tin khai thông tuyến vận tải đường sắt Trung Âu từ Trùng Khánh Trung Quốc đến Việt Nam. Theo đó, thì tuyến vận tải đường sắt Trung Âu từ Trùng Khánh đến Việt Nam đã chính thức đi vào vận hành. Tuyến tàu đầu tiên từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ xuất phát từ ga Thôn Đoàn Kết, chở theo các loại máy móc thiết bị và sẽ đến thủ đô Hà Nội. Đây là đoàn tàu khứ hồi đầu tiên của tuyến vận tải Trung Âu quay về đến Trùng Khánh và tiếp tục đi theo tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế để đến Việt Nam, với giá thành vận chuyển sẽ rẻ chỉ bằng 1/3 so với giá trước đây. Các loại nông sản nhiệt đới của Việt Nam và các sản phẩm điện tử của các thương hiệu hàng đầu thế giới sản xuất tại Việt Nam sẽ là những nguồn hàng phong phú cho tuyến vận tải này. Dẫn thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, báo Vietnam Plus đưa tin, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra thông báo về việc nhận yêu cầu rà soát cuối kỳ lần thứ 2 đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm băng chuyền chữ V nhập khẩu từ Việt Nam. Hiện mức thuế đang áp dụng cho sản phẩm này là 4,55 đô la Mỹ 1 kg. Đây là vụ việc chống bán phá giá được khởi xướng điều tra vào năm 2006 và áp dụng biện pháp từ năm 2007. Năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành rà soát cuối kỳ lần thứ nhất và tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá với mức thuế không thay đổi là 4,55 đô la Mỹ 1 kg. Phát triển công nghiệp hỗ trợ khó khăn từ nhiều phía, đó là thông tin được đăng tải trên trang tin điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam vov.vn. Theo đó thì các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp Việt có giá thành chưa cạnh tranh được với nhiều nhà cung cấp nước ngoài, đồng thời cũng chưa sản xuất được một số sản phẩm có yêu cầu điều kiện khắt khe. Bên cạnh đó thì đa phần doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam lại có quy mô nhỏ và vừa nên chưa tiếp cận được với các doanh nghiệp FDI lớn. Đơn cử như trong ngành sản xuất ô tô, Việt Nam có hơn 20 doanh nghiệp lắp ráp nhưng lại chỉ có 84 doanh nghiệp cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cấp 1, còn lại là doanh nghiệp cung ứng cấp 2 và cấp 3. Trong khi Thái Lan chỉ có 16 doanh nghiệp lắp ráp, thế nhưng lại có tới 690 doanh nghiệp cung ứng cấp 1 và 1.700 doanh nghiệp cung ứng cấp 2 và cấp 3.